anh hay là đi bảo Lã Thụ đi học đi, chuyện này hoàn toàn có thể làm được, cậu ta rốt cuộc muốn làm gì? Làm như vậy thú vị lắm sao? Chuyện này không phải đã rõ ràng rồi, còn không phải anh ta quyết định nhất định cậu ta sẽ không chịu đồng ý. Con người Lã Thụ hay là kiểu cuộc sống mà không như ý muốn thì sẽ phá tan tành. Vì vậy, khi vừa mới gia nhập Thiên La Địa Võng vẫn luôn thích chơi trò tách tập thể. Bây giờ cậu ta mới có chút tiếp nhận tinh thần làm việc nhóm, thì anh đã muốn cậu ta gánh vác trách nhiệm lớn hơn, vì vậy mới có phản ứng chống lại như vậy. Biết rồi, trước tiên cứ khóa thẻ ngân hàng của cậu ta lại, sau đó hỏi cậu ta muốn gì, còn về điểm này thì tôi đã hỏi giúp anh rồi. Cậu ta muốn một thanh kiếm, cậu ta cảm thấy thần vật bên ngoài kia sẽ không tìm được món đồ nào phù hợp với bản thân sao, mới đánh tiếng với mình sao. Tôi cảm thấy có thể đem thanh kiếm đó đưa cho cậu ta nhất định là rất hợp, không được thanh kiếm đó quá nặng, nhưng anh không phải từng nghĩ sẽ đưa thanh kiếm đó cho Lý Huyền Nhất sao. Bây giờ Lã Thụ còn trẻ, tương lai nói không chừng còn vượt qua cả Lý Huyền Nhất. Điều kiện lúc trước đưa ra với Lý Huyền Nhất là muốn anh ta tiếp quản vị trí ở Thiên La. Thật không lỡ đưa cho con sói con này, tôi thấy anh chính là muốn giải quyết cho xong chuyện. Được rồi, chuyện này để tôi nghĩ thêm, đúng rồi, khóa cả thẻ ngân hàng của Lý Nhất Tiếu cho tôi. Sau đó bảo Trung Học Đường phái người đi tới chợ đen ở xưởng quần áo đó. Còn về phần Lã Thụ và Lý Nhất Tiếu, bọn họ xem như cũng là cổ đông của chợ đen đó, một năm gửi họ lãi một lần. Anh nói làm sao giải quyết tên Lã Thụ cứng đầu này, ngoài ra cậu ta gây rắc rối lớn như vậy không thể cứ thế cho qua, tôi với cậu ta còn chưa xong đâu. Anh vừa quay về đã muốn hỏi thăm Lã Thụ làm gì, chuyện này chỉ khiến anh tức bực vào người thôi. Mấy ngày sau, cái lỗ lớn này rốt cuộc là sao, là anh tới tiếp quản chợ đen này à? Cậu đã sớm biết tin chúng tôi tới đây để tiếp quản chợ đen này rồi nhỉ? Chuyện này không muốn cũng phải biết. Đây là chợ đen của Tản Tu Thánh Địa, Nhiếp Đình sao có thể để người ngoài tiếp quản nơi này, người của nhà giàu có còn chưa rút hết đi ư? Nhiếp Đình tôi thề quyết không đội trời chung với anh, tôi biết ngay Nhiếp Đình sẽ không tha cho Lý Nhất Tiếu đâu mà, nói khí thế quá nhỉ? Được rồi, nói chuyện chính đi, lấy ra đi pháp khí mà Nhiếp Thiên La đưa cho tôi đâu, chuyện này cậu còn rõ hơn người phụ trách là tôi đây. Mau đưa đồ cho anh ta, để tôi xem tốt cuộc là cho tôi thứ gì nào, bảo vật gì đây, các người không phải đang chơi tôi đó chứ, sao trong hộp cái gì cũng không có. Có điều hình như cũng giống như là đang dựng đồ gì đó. Nhất Thiên La đã nói rồi, thanh kiếm này tên Thừa Ảnh, tương truyền rằng cần nhỏ máu để nhận chủ. Vì vậy cậu hãy trân trọng món đồ này nhé, Thừa Ảnh đó không phải là một trong 10 thanh kiếm cổ sao, không phải nó từ sau thời Thanh Thu thì đã không còn thấy nữa. Nhất Đình rốt cuộc là từ đâu có nó, nếu như nhìn kỹ lại thanh kiếm Thừa Ảnh này còn có thể nhìn mơ hồ, cũng không phải hoàn toàn không thấy gì. Nhất Thiên La dặn dò kiếm này là bảo vật, luyện hóa nó nhất định cần sự kiên nhẫn. Ngoài chuyện này ra, chợ đen sau này đều sẽ do anh và Lý Thiên La chia nhau, có điều kiện kinh doanh không được làm bậy. Đây là đuổi khách không tiếp sao, có điều đi sớm cũng tốt, nếu không một lát nữa ở cùng Lý Nhất Tiếu không biết anh ta còn có thể gây rắc rối gì cho mình. Lã Thụ, U Minh Vũ, Lã Thụ đâu rồi? U Minh Vũ à, trọng trách đối phó với Lý Nhất Tiếu tôi sao lại cho anh đó? Nói không chừng anh còn có thể cảm nhận được chút khoái cảm từ việc này, kiếm Thừa Ảnh trong truyền thuyết thì có một phần thân lộ ra ngoài thôi. Quả nhiên đem thanh kiếm này lên thì sẽ trong suốt. Lẽ nào kiếm Thừa Ảnh sau thời Xuân Thu bị nói mất tích, kỳ thực là vì người khác không nhìn thấy nó sao? Thanh kiếm này đẹp thật, hơn nữa linh lực sung mãn, Thiên La Địa Võng quả nhiên đáng tin, tuy rằng bị Nhiếp Đình trừ nhiều tiền như vậy. Nhưng mình thấy rất đáng, thanh kiếm này quả như sắc bén, đến một cao thủ cấp B như mình cũng có thể bị nó dễ dàng làm cho bị thương. Ánh sáng này thật chói mắt, cái gì đây, thanh kiếm này không ngờ còn có hình người sao? Cuối cùng cũng có ngày gặp lại nhau. Ôi mẹ ơi, vị đại ca này không những có hình dáng con người, hơn nữa còn biết nói tiếng người. Điều này không phải chứng minh anh ta rất lợi hại sao? Anh không ngờ còn biết nói anh tên gì. Cậu có thể gọi tôi là Công Tử Hải, cậu chính là chủ nhân đời tiếp theo phải không? Không sai, chính là tôi. Lã Thụ Đại Vương siêu cấp Pro Max 256GB màu Blue Pacific, cậu không xứng. Ôi địch, tôi đã nhỏ máu nhận chủ rồi. Thái độ này của anh là sao? Trên thế giới này vậy mà còn có một linh kiếm từ khuyết như vậy. Anh cút ra ngoài cho tôi, bảo anh cút ra ngoài có nghe không hả? Không gọi các người quay về đi, chết tiệt, không ngờ lại bị một thanh kiếm kỳ quái ruồng bỏ. Tuy rằng không ảnh hưởng tới việc sử dụng nhưng tính sỉ nhục thì cực cao. Khó trách Nhiếp Đình nói muốn luyện hóa thanh kiếm này nhất định phải có lòng nhẫn lại, ý là muốn mình dùng nhân tâm để cảm hóa tên Công Tử Hải gì đó. Cảm hóa cái con khỉ, ông đấy cả đời này chưa từng trải qua nỗi nhục nào lớn như vậy, hôm nay không làm cho thanh kiếm này quy phục, thì mình không mang họ Lã bị ta triệu hồi ra ngoài rồi đúng chứ? Tên này, ngươi sau này không có chuyện gì thì đừng có tùy tiện gọi tôi ra ngoài. Tôi không tin là không thu phục được cái này. Cậu, ngươi còn có thể cùng ai nữa? Ta bây giờ là chủ nhân của Thừa Ảnh, ngươi đã hiểu chưa? Tại sao một linh kiếm như ngươi tốt xấu gì cũng phải biết chút lễ nghi chứ? Tôi không muốn ra tay với cậu,
Nhưng đây là do cậu ép tôi đấy nhé, hai người tốt nhất vẫn nên dùng cách thương lượng. Thực lực của cậu quá thấp, vốn dĩ không xứng làm chủ nhân của Thừa Ảnh, theo tôi thì đừng có gọi tôi nữa. Nói cái gì mà không muốn ra tay, e là ngươi thân là một linh kiếm không cách nào ra tay với chủ nhân, bị ta nói trúng rồi chứ gì, ta không tin hôm nay không chịu nổi ngươi. Thừa Ảnh đã được đem tới đó rồi, vậy sao, tới rồi là tốt. Năm đó sư phụ nói Thừa Ảnh này nhất định phải giao cho người có tâm niệm chính đạo sử dụng. Tuy rằng Lã Thụ cũng không từ khuyết đạo, nhưng về vấn đề chính trực thì không hẳn. Anh không sợ sau khi anh và tôi chết đi xuống suối vàng, gặp sư phụ sẽ bị sư phụ trách tội sao? Bố của tôi ông ấy cũng không thể nói là người chính trực. Có yêu cầu nhiều như vậy làm gì? Anh đừng có lường tôi có chết rồi gặp lại ông ấy ở dưới đó, ông ấy cũng sẽ không nói như vậy. Anh sợ ông ấy nhưng tôi thì không. Thừa Ảnh là món đồ mà sư phụ ủy thác giao lại cho tôi, chỉ luận riêng về thực lực thôi e là đến Tân Bình Đao cũng không thể sánh bằng Thừa Ảnh. Bây giờ, được rồi đừng dằn vặt nữa, nếu thanh kiếm này đã trao cho Lã Thụ thì anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, so với mấy chuyện này có một chuyện tôi càng vui hơn. Lã Thụ cậu ta bây giờ đang đối diện với vị công tử Hải kia với vẻ mặt thế nào? Bố của tôi từng nói tính khí của vị công tử Hải này cực kỳ khó ở. Phàm là chuyện gì cũng phải thuận theo anh ta mới được, lúc đó cụ tổ của tôi bị công tử Hải kia làm cho tức chết. Cuối cùng vẫn là phải chiều theo anh ta. Nếu không phải vì điều đó tôi cũng sẽ không đưa Thừa Ảnh cho cậu ta. Cứ để hai người họ tương tàn lẫn nhau đi. Tôi rất muốn biết một kẻ tính khí ưa ngạnh như cậu ta sẽ làm cách nào thuần hóa vị công tử Hải đó. Người phục chưa? Trên thế giới này chưa có ai dám hỏi tôi câu phục hay không. Cậu có thể xem là người đầu tiên. Đó là bởi vì ngươi chưa gặp được ta đó thôi. Không ngờ thứ đồ này lại ưa ngạnh như vậy. Vậy mà đôi co với ta hơn nửa tiếng rồi. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Thả tôi về. Muốn về không có cửa. Người quay lại đó một lần thì ta sẽ gọi ngươi một lần. Hắn tại sao đột nhiên cười danh mánh vậy? Không phải bị ta chọc cho phát điên rồi chứ? Nhóc con cậu không phải không muốn tôi quay về. Không về thì tôi không quay về nữa. Ngoại trừ điểm này ra cậu còn có thể làm gì được tôi? Hình như hắn nói cũng không sai. Ngoại trừ không cho hắn chui vào trong thanh kiếm ra, thì thực sự mình không còn cách nào trị hắn. Thừa Ảnh ngoại trừ cái tên này ra thì điểm nào cũng tốt. Tính sát thương cực mạnh, tính ẩn náu cực mạnh. Không thể xuất thanh kiếm này cho nước thần. Thực sự ta không lỡ, chết tiệt bây giờ phải làm sao, nhất định cái tên này cho ta. Thừa Ảnh chính là muốn ta tức chết đây mà, không được, đây chính là trận đấu giữa mình và Nhất Đình. Nếu như dừng lại tại đây có khác gì đã nhận thua chứ, tên nhóc thối này hết chiêu rồi sao, xem ra ngồi đợi thêm một lát thì mình có thể quay về nghỉ ngơi rồi. Một lúc sau Lã Thụ quay lại xách theo sọt khoai tây, cậu muốn làm gì? Cậu không phải là định Thừa Ảnh sao, có thể dùng để cạo vỏ khoai tây chứ, bao nhiêu năm rồi chưa từng có ai lấy Thừa Ảnh để gọt khoai tây. Thời Xuân Thu Chiến Quốc ở trong nước ta còn chưa có khoai tây đâu. Đây là gì? Đây là kiến thức hiểu chưa? Mà bây giờ Thừa Ảnh đã nằm trong tay tôi rồi. Tôi muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Ngạo Hải đây là tên đầy đủ của công tử Hải sao? Cái họ này cũng khá ít gặp. Hình như xuất hiện trong chuyện Tây Du Ký nhiều hơn. Cậu ta sao có thể đối xử với Thừa Ảnh như vậy? Đây là Thừa Ảnh đó. Cuối cùng cũng đã gọt xong. Đợi đã, tiểu tử này lại muốn làm gì nữa? Lã Thụ lôi ra bắp cải và một chiếc thớt. Lại nữa, tôi không chịu nổi nữa rồi. Từ trước tới nay chưa có ai dám sỉ nhục Thừa Ảnh như cậu đang làm. Cậu để tôi quay về đi, ít nhất nhắm mắt không thấy thì tim không đau. Để tôi quay về, cậu con mẹ nó để tôi quay về ngay. Tôi không đấy, đã lâu không có gặp được đối thủ ngang cơ như này rồi. Không ngờ thế mà cứng đầu đối nghịch với mình suốt 2 ngày. Rút mất sức lực 2 ngày trời của cao thủ cấp B. Hơn nữa rau và khoai tây trong nhà đã gọt sạch. Thực sự làm địch tổn hại một ngày thì hại mình tới 100 năm. Có điều mình cảm thấy tên này hình như đang nhịn cái gì đó. Lẽ nào hắn thực sự có đại siêu khắc chế túc chủ sao? Xem ra cũng không phải. Nếu như thực sự có chiêu át chủ bài, thì hắn sớm đã tung ra rồi. Hôm nay chúng ta tạm thời đình chiến ở đây. Ngươi đây là có ý gì? Nhìn bộ dạng của cậu sao trông suy nhược thế? Anh mới suy nhược đấy, tìm tôi làm gì? Chuyện đó chẳng phải sắp tới năm mới rồi sao? Tôi nghĩ tới việc cậu ở nhà một mình, vì vậy mới tới mời cậu đến nhà tôi ăn bữa cơm. Nhà anh. Anh biết nấu cơm ư? Tên này vốn nổi tiếng là vua keo kiệt, hôm nay lại phóng khoáng mời mình ăn cơm được chứ. Đi cậu đi rồi thì sẽ biết ngay thôi. Lã Thụ tới rồi, nào mau vào trong ngồi đi. Cơm này đã nấu xong rồi, đợi tôi dọn ra đĩa thì chúng ta có thể ăn. Bà chị này không phải chỉ biết đá đấm sao? Cô mà cũng hợp với dáng vẻ vợ hiền mẹ đảm sao? Không phải chứ, hai người sống chung rồi à? Đúng vậy, thế nào tôi dạy vợ cũng ra gì và này nọ đấy nhỉ? Không ngờ Lý Nhất Tiếu còn có bản lĩnh này. Nói gì mà bát tự xung khắc chứ? Tất cả đều là thật sao? Căn nhà này hình như được Nạp Lan Tức hết sức chăm lo. Thực sự không giống căn phòng thuê lúc trước của Lý Nhất Tiếu. Cơm ngon mau ăn đi, tôi tới đây. Lúc này vội chạy tới vô tình đụng vào quả cầu. Đây rốt cuộc là việc gì? Nơi giấu tiền sao? Tiêu rồi. Lý Nhất Tiếu không phải anh đã nói hết tiền quỹ đen rồi sao?
đây không phải là do anh để vào, có thể lúc mua về đã có sẵn trong đó rồi. Cậu nhóc còn ở đây mà, hôm nay do có Lã Thụ ở đây tôi tha cho anh, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm đi. Xin lỗi người anh em, có điều ai là cột nhà ai là mái nhà tôi đã nhìn rõ rồi, đúng là chỉ giỏi nói khoác, mùi vị món thịt viên này không tệ, không hề thua kém quán cơm chút nào, chuyện này tất nhiên rồi, thịt viên tứ hỉ này là món ngon sở trường của bổn tiểu thư đấy. Tâm trạng của Lã Thụ hình như không tệ lắm, nếu đề cập tới chuyện kia chắc không bị đánh đâu nhỉ. Lã Thụ này, quả nhiên là đến rồi, con hàng này đúng là có chuyện mới đến tìm mình, vào gần đây không phải cậu rất không ổn sao? Ra nước ngoài làm việc với tôi đi, nước ngoài, đi nước ngoài nguy hiểm lắm, với lại tôi còn phải đi học nữa. Lã Thụ nói đúng đấy, ra nước ngoài nguy hiểm lắm, đừng có giữ khư khư suy nghĩ đó, nhớ đụng phải vị thánh đồ và một bụng lý thuyết tín ngưỡng kia thì làm sao? Anh chỉ đưa ra đề nghị thôi mà, không phải Lã Thụ bỏ lỡ kỳ thi chung nên không đi học được sao? Tôi có thể thi vào trường đại học lấy điểm bình thường mà. Quả nhiên Lý Nhất Tiếu đến để làm thuyết khách. Nhiếp Đình ơi là Nhiếp Đình, anh lại đưa đại lễ Hải công tử kia cho tôi, còn muốn bảo tôi ra nước ngoài sao? Nằm mơ đi, vừa vào miệng đã tan ngay sảng khoái quá. Đây cậu thực sự không ra nước ngoài sao? Đi nhé, cùng ra nước ngoài với tôi đi mà Lã Thụ. Nước ngoài có rất nhiều cơ hội kiếm bội tiền đó nha. Chúng ta tiếp tục phối hợp với nhau gạt người không được à? Không đi, tôi ăn no rồi, cảm ơn đã chiêu đãi. Tôi đi trước nhé, coi bộ Lã Thụ thực sự không thích đi nước ngoài rồi. Sao anh lại muốn cùng Lã Thụ đi nước ngoài đến như vậy? Trong chuyện này có phải có gì tôi chưa biết? Anh nói là Nhiếp Đình đó. Anh ta nói nếu anh có thể khiến Lã Thụ chịu đi nước ngoài, thì anh ta sẽ bỏ đóng băng tài khoản của anh. Thì ra là vậy, Nhiếp Đình này cũng thật là biết rõ trên anh còn có tôi mà lại. Đúng vậy, cầu nam nhân Lý Nhất Tiếu này sao cứ muốn chạy lăng nhăng ở ngoài mà không nói thật vậy chứ? Cùng mình ở lại trong nước cuộc sống tốt đẹp không được à? Không biết là sau khi kết hôn sinh con, anh ta có thay đổi không nữa? Chuyện này, Lý Nhất Tiếu, nếu không hai chúng ta có một đứa bé được không? Có đứa bé. Lấy con nhà ai cho em bây giờ? Đứa bé mà tôi nói là hai chúng ta cùng nhau tạo ra ấy. Cùng nhau, người ta cũng đâu thể cho em đâu. Em đừng nói là muốn dùng tiền mua nha. Anh cho em biết làm vậy là phạm pháp đó. Không được rồi. Cứ thế này đứa trẻ sẽ bị trí tuệ kém phát triển mất. Xem như lừa gạt được. Rồi còn chưa chuẩn bị kỹ sao có thể có con được chứ. Và lại lỡ tạo ra thêm một đứa như tên Lã Thụ kia thì sao? Đột nhiên lại thấy hơi lạnh, còn hơi buồn nôn nữa. Lẽ nào thể chất của mình yếu đi rồi, Tiểu Ngư không có ở đây, Tiểu Hung Dữ cũng ra ngoài chơi rồi, hôm nay là chỉ có mình ở nhà. Thì ra sắp đến năm mới, tập huấn Thiên La Địa Võng phải năm sau mới kết thúc, nói cách khác Tết năm nay mình phải một mình rồi. Tết một mình sao, thực sự lâu quá đi mất, không ngờ cậu ở cảnh giới này mà vẫn chịu luyện tập kiếm pháp cơ bản. Đơn giản thế này à, hiếm thấy, nhưng kiếm thuật của cậu tệ quá, nếu cậu thành tâm thành ý cầu xin tôi. Tôi có thể dạy cậu một vài chiêu, đùa kiểu gì mà vừa mới ra đã soi mói rồi, còn phải thành tâm cầu xin cậu. Nếu cậu thành tâm cầu xin, tôi có thể không dùng thừa ảnh để làm mấy chuyện này. Tình cảm của con hàng này chỉ đi ra để hờn mát với mình một câu. Y như hôm qua, muốn thổi lên ngọn lửa chiến tranh lần nữa à, nghĩ thông rồi đấy à. Muốn mở miệng cầu xin bổn công tử, lại nữa cậu bị thần kinh hả, đừng hòng chạy. Tôi hỏi cậu có phục chưa, có phục chưa hả, hai tiếng sau, hay lắm lại nửa ngày nữa trôi qua rồi. Nhưng vẫn còn bực mình quá đi mất, linh kiếm của người ta đều oai phong lẫm liệt, lại rất nghe lời. Con của mình một cái chỉ có thể làm cơm khô, một cái có thể ve vẩy trong lòng bàn tay, cái này cũng thôi đi. Lại còn có kẻ dám to gan dùng bỏ mình, chẳng lẽ vấn đề thực sự nằm ở bản thân mình sao? Sao có linh kiếm của mình lại ăn hại như vậy? Không đúng, thừa ảnh này không phải mình, rõ ràng là của Nhiếp Đình kia mới đúng. Thù này không báo thì cả đời ông không nuốt trôi cục tức này, Nhiếp Đình hai ta cứ đợi mà xem.